Alo, alo. Trời Giang đang làm video coi. Alo. Chị Văn Lợi. Chị Văn Bảy. Mr. Văn Bảy. I love to you, baby mom. Okay? Thằng. Do you love me? Good man. Do you good me? Về. Mau quỳ, phải năng lượng lên chứ. Về. You my son? Quầy cái gì? Trời ơi, sao con quẻ lên tay của con? Chút nữa làm sao chui? Quẻ, mẹ kêu đầu mẹ. Đó, mẹ chung cái bể đó, mẹ quẻ lên trên cái này, cái tấm đó. Từ lúc Vòn đi quẻ trên cái tấm đó thôi, không biết gì hết à. À, quầy, cho một cái thùng mì mì rồi. Bữa nay ra tiệm cũng có khách ta. Kỳ. Cái thằng nó bựa. Nó hẹn 2 giờ mà đích tới. Biết không đủ con người nó bựa cỡ nào. Mẹ nó, mình cho nó hẹn lại lần nữa. Mà nó cũng không bựa. Nó chứ à. Mấy sao nó bựa không biết. Nó đừng nói nữa. Làm gì không biết. Giỡn mặt với bác sĩ mà hẹn vậy trò chết luôn. Kệ nó đi. Tao không có cho nó hẹn. Đừng có quẻ lên trên cái nệm. Ôi trời ơi. Quẻ nó làm sao mày chết? Không giặt hay đừng có đưa nó nữa mày. Mày kêu là quẻ lên trên cái tấm này mày cho con một mùa mới là con không chịu chơi à. Con ngu mày lấy mày cắt hết à. Rồi 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 nó vẽ đó kìa. Lấy tấm khác.
Mày cho nhiều tấm mà không chịu chơi nè, mày cất luôn bây giờ. Quê. Chào mày, giờ kiếm được thiết ít thì cho đòi đồ chưa? Kiếm được ngày mốt còn nữa. Đi ơi quẻ đi xong rồi mày cha chơi. Mày cha cái gì nè, một khoan. Ai nào rồi cho cái keo này. Mẹ vô tháo ra dán đi. Dán cái tấm ra mẹ đi nè. Đi. Nè. Tự mở tự mở tự mở ra, tự mua vít về tự mở ra. Cái đường tự sửa hả? Ta làm thận gì? Ai cũng tự làm tự tiền. Mà cuối cùng mấy thằng thợ sao làm sao? Ông này có tên không? Ông hôm qua ông ăn con bé. Ông mẹ lên tay của con kìa. Ông cũng tên giống bà kia luôn mà. Em ghi gì hả? Để mẹ coi. Mẹ dán nó lại. Có bắt đáy không? Đi xì xì không? Mẹ ấm đi xì xì. Dễ hả? Có ỉa không? Dễ cỡ quần ra nha. Vậy thôi đi vô đó đi. Vô chơi cái thùng kìa. Đó có thằng nhảy nó qua cu tất những cái chạy ra ngoài nha. Đi vô này, mày lấy cái gì cho con chơi? Con muốn chơi cái nào? Lấy cái nào? Lấy cái này nha. Cái nào? Nồi nè, mày lấy cái khác cho con chơi nè, 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 cái hộp nè. Xôi ra. Mày đi lấy cái hộp nha. Đi qua kia, đi vô trong đi, mày lấy cái hộp cho con được. Con muốn không? Con muốn mày lấy không? Con muốn mày lấy không? Mẹ mày. Cái này của khách. Cái này của khách nè. Mày không cùng với nhau, tao đập mày chết cha mày nghe cho mày. Mày chỉ để tao mày đang làm sao đang yên. Mày cãi nó bậy bạ. Không rồi hả? Anh còn tắm nào không mày? Còn nhiều lắm nè. Không, anh có làm sẵn cho tắm không? Dạ. Anh sẵn mấy tắm nào đâu. Đây nè. Bỏ đó nè. Anh cắt này. Đây, mày anh cắt được không? Không biết. Ủa, cái này chưa cắt đó nè. Con lấy cái nào? Cái này hả? Con muốn lấy cái này cho hả? Lấy giùm anh nha, mọi người căng thở nha con. Để vô kêu con. Ba đang làm việc. Cái nào con muốn lấy cái nào mày lấy nha. Cái nào? Cái nào? Chị! Im. Tụi lấy gì? Con muốn lấy cái nào? Cái tay của con dính ở dưới thêm lâu rồi, lâu tay đi. Ở tao khỏi bóng bóng á. Lấy cái nào? Lấy cái nào? Cái này hả? Cái này bể nó lên. Em có cái bình cà phê danh nhé. Để okay. Đổ nè, lấy cái nào, lấy một cái đi rồi đi xuống. Bây giờ nó lên chọn, bắt đầu lên chọn nè. Nó bắt đầu đứng suy nghĩ. Đứng suy nghĩ coi thử lấy cái nào. Lấy cái nào, lấy một cái thôi. Nó không lấy cái chai nó xịt con. Nó lau tay của nó. Tay nó dơ, nó muốn lau tay. Lau tay hả? Đây này mày cha này đi. Không lấy mấy cái đồ trên đó con. Mấy đồ nó đạp xuống cái mắt kính của ba gãy bây giờ. Mấy cái đó để ba làm việc, ok con. Ở quay trước rồi là mày lấy cho. À mày xịt cho con miếng nè, con muốn xịt không? Không hả? Giờ con lấy cái nào, lấy nhanh rồi đi xuống. Ngựa bà. Mày lấy hộp đĩa cho con chơi nha. Lấy đĩa không? Ui. Đi xuống mày lấy hộp đĩa. Đĩa đi xuống mày lấy hộp đĩa. Lấy cái gì trên đó vậy? Ui, mày lấy cái đó hả? Ok mày lấy cho. Đi xuống đi mày mưng cha. Ừ rồi đó. Rồi nhiều lắm. Mấy cái gì trên đó? Nó rớt hết cái hộp hút của con này. Này hộp tụi mua cái dưới này nè. Xuống lấy hộp tụi nó biết không? Bây giờ con phải muốn trèo xuống không? Hay là con muốn mẹ quăng con đi ra ngoài đường? Bà. Đó bà đang làm nhiều quá. Bà hồi đang làm gì kìa. Bà hồi đang làm gì kìa. Bà tẩm đi. Bà tẩm đi. Úc. Để Miu uống nha, uống miếng Miu nha. Uống Miu không? Xuống đi. Lấy cái gì, lấy một cái thôi. Trời ơi, con bưng cái đá đổ khóc đổ quýt hết mẹ. Để trong mà mẹ đi hút kìa, mệt quá đi mẹ ơi. Sao mà kỳ cục như con à. Con cái gì mà nói không nghe lời, nghe đồ gì tao mệt quá mẹ. Đi xuống đi, tao vô nó ngoài tao mệt ngửa rồi bây giờ. Cái này con chơi phải không?
đồ cho con chơi. Đậy nắp lại, đậy cái nắp lại. Ừ. Ôi, đâu đó. Đậy cái nút, cái nắp lại cho mẹ đi. Con muốn chơi này không? Mẹ lấy cái này cho con chơi. Ôi. Nè, đem ra đem tắt điện thoại để chụp đi. Chụp về, chụp mấy cái tấm kìa. Con mẹ mấy cái tấm không tự chụp đi. Mệt quá. Mệt mỏi mà. Ôi. Từ lúc em đi anh rất là mừng. Cái clip của Tàng là điếc cái cức không? Đâu, đúng không? Nghe đâu nó, mà. Mẹ không nghe nó mất chữ. Con có lau tay không? Không hả? Ai mẹ con ở giờ ở vô. Thôi không chơi nó, đậy cái thùng lại cho mẹ, đậy cái nắp lại. Mẹ con lau đi, cái tay của con vô kìa, con không lau tay của con à. Đi đi. Có lau tay con không? Mệt mỏi quá. Mệt mỏi nó quá. Mệt chứ anh. Trong điện thoại nó chụp chắc tụi nó anh gọi số nào trong hôm qua anh gọi chứ anh gọi đêm đồ qua chồng á. Em thấy rõ không Mỹ? Rõ thôi. Trên đây rõ. Số này ba nhớ không? Ba gọi ông. Không, hình như anh không có làm số điện thoại, ông quen với anh. Dạ, dạ, dạ. Số của ông là 4466 á. 444466. Có nhắn tiền cho ông á. Em
tôi bôi cái đau rồi sắp ruột đó thấy chưa, nó mày kêu để đi đó. Sửa điện thoại đi. Phá đi ra. Em ơi, dạ. Lấy anh cái kềm, cái kềm, anh cái kềm đó. Cái kềm? Cái kềm xanh đó, có cái mỏ dài á. Bị lỏng. Mỗi lần phải làm như vậy ha. Có thể là cái sự chuyên nghiệp. Dạ, em đeo mặt nạ lấy không? Give me a second please. Vậy. Đeo mặt nạ muốn lấy cái đó chưa? Rồi, 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 anh làm luôn. Ok. Okay.
Dạ. Anh ghét cái lên lắp cái này à. Làm mới được mà đi đi lắp mạnh. Anh tự làm mà không được.
Nó chụp cái hàng năm cho bà con. Ê, giúp anh này mày. Lấy cái cho nha. Lấy cái mũi hàng nè. Ấy anh này làm cho anh cái hàng. Em hàng cho anh cái. Hàng chì vô hả? Thôi cầm. Giữ cái chữ mặt anh. Rồi bóp chặt này, đừng chuyển tay anh. Được rồi, ít nữa. Vừa đủ cái chân anh ra lòi lên hai bên kia. Tại vì anh không có giữ được. Quán nhỏ. Nhìn. Cái này còn có không? Ừ, hết luôn. Cái nhỏ cái này nó y vậy, nó cầm cái nó mau lên nó vừa mà được anh làm được rồi. Rồi đưa băng xuống ở dưới anh chị lại cho anh, chỉ cần nó giữ cái con vị thế giữ thôi, anh chị lại cho đẹp thì để em đi hết hả, rồi ba muốn lên đất lên làm gì ba làm. Thì cái mùa này nó vui lắm. Làm như lần đầu. Thank you.
tiền vậy. Bữa nay Yvon hỏi quái lạ này sao tự nhiên bữa nay nước đâu đang chảy.
mày ơi. Em gì cái màn hình nó rõ không vậy? Bữa nay nước tràn bà đê rồi. Thank you.
Để cho anh một cái bếp 4 cây mai mày. Bóc cho mình luôn. Bóc cho anh đi. Chưa có mấy cái đồ mà chưa bóc hết là cái mà bóc rồi là nó bị ấy. Chắc tôi đến coi đó, ví dụ anh hít đã hết thì màn hình rõ không? Rõ mờ không? Rõ mờ. Anh thì thấy trên đó có rõ không? Quan trọng trời ơi, nước tràn bờ đê ông ơi. Thôi mài chân rồi. Bữa nay có anh rồi. Thôi quyết định hút luôn. Lại tới sạch. Thank you.
nữa, học quá. Nước vàng bờ đen. Còn nghiệp. Bữa nay anh đá xong anh suy nghĩ sao nước đâu ra chảy. Mà quá trễ rồi. Tôi lết. Ờ bác sĩ con. Mẹ chị à. Anh gì tay technique mới nè. Hả? Không, không có. Nhưng mà technique mới của anh nè. Quất được đóng lên luôn. Hả? Ờ đi coi nè, coi technique mới nè. Ờ đó, technique mới đó. Ừ coi đi anh chị cho coi. Biểu diễn cho xem. Nó càng lem như vậy nó càng chắc. Hồi xưa không biết là hồi xưa nhát, nhưng mà bây giờ coi nè. Thấy không? Giờ càng lem càng tốt. Bắt đầu mình lean. Nó ăn sâu dữ luôn. Không phải
Mày ơi. Mày. Thấy không? Gì vậy? Đi nhìn đi. Đó, thấy hết không? Rồi cứ ngắt luôn, nhanh nữa. Đó nó càng làm càng chuyên nghiệp. Technique mà rồi technique mới làm phải có chuyện phải kinh nghiệm phải không, chân gọn đều luôn, ngon lắm. Hồi xưa thấy nó dính cá là mình sợ, đó lý do bây giờ chấp dính luôn. Xong rồi thì đó bốn chân là xong rồi, đó là master rồi mà. Cái gì cái này không biết xài nó khi nào trời. Anh nói cái này nè. Nguyên cái gì cái đống dây này biết xài nó khi nào nữa. Không biết nói là nhiều một đống luôn. Còn dài lắm xài bây giờ hết được. Mẹ ơi, coi sen trước nha em. Nó cấm đầu đến 6 giờ nha. Hỏi gì nữa? Hỏi gì vậy? Nói not now. Đó là Apple đã đóng hết rồi, có làm được. Phải quay, nói chung là phải chờ. After COVID-19.
thấp. Hả? Mình thấy cảm giác nó lên là biết rồi. Xong rồi đi đâu? Đi maxi hả? Đó coi như là mình tới chuồng luôn á. Cái gì á? Nhắm gì bé ăn hình của ba? Chắc cho cái gì mà lo chứ hả? Hả? Có chứ. Cái chút kia hồi nãy ba lấy không phải không? Biết không? Hả? Có ai đó không? Kiểm tra đây. Đâu rồi? Rồi em nhớ ba lấy giùm mà. Cái cũ của mình còn. Thiếu mất là thiếu mất một cục điện. Cái nhím này. Không, cái đó bị khác. Cái này là hư máy. 1, 2, 3, 4. Cứ bỏ được rồi. Cái cục trắng của mình lên. Cắt được không? Cắt miếng nhỏ vậy. Cái thằng kia nó lấy hàng mẹ nó bữa nó lấy hàng suốt rồi. Ừ. Lấy hàng xong nó chơi vậy. Thôi là mình có khách chứ không mình ngồi mình chờ nó. Chấm hai bên. Ấy tôi khỏi tắt thì để lát nữa anh đắp mấy cái nhà nhỏ cho anh. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Bữa nay chạy yêu con về sớm nha. Bữa nay có tiền bán mi nữa. Quạt. Nắp. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Cứ đem tới technician chuyên nghiệp. Là các bạn. Phục vụ tận tình, chú đáo. Nó lên con. Đây đây. Ba còn đang làm, ok. Ờ.
quá à. Con không chơi hả? Con để cái điện thoại nó tự chơi hả? Lấy thằng lâu nha, lấy thằng ướt lâu nha. Giờ anh làm sao anh hay lâu không ướt. Đi bận rồi. Em bắt đi. Lâu lâu em dòm coi có cái vé nào xanh đỏ đỏ trên xe không nha. Nó tắt cái máy của ba được nha. Con bấm nữa không? Con bấm không? Lấy màn hình bỏ vô đi chuẩn bị đi về. Nhanh lên. Lấy cái bỏ vô trong hộp cho mẹ đi về nè. Đi về nha mấy con ơi. Em về đi chợ nè, em muốn đi chợ không? Cho nó vô luôn hả? Cho vô. Ai cho vô? Chắc không được. Mất công đi lâu lắm. Thôi cho vô luôn đi. Cái gì con? À, là cái gì? Hốt khỏi vô đó đi. Lấy nắp này là anh mình chuẩn bị mình đi về rồi. Em bé con em đi trước hả? Nó nghe ra mua gì rồi đó, mua gì? Em mua tẻ, mua cái gì vậy? Tẻ, chắc có mua chè chậu tôm. Hộp xà lách. Rồi đi mẹ cắt. Ừ. Có mua chậu tôm nữa không? Kia còn cái nữa con. Chỗ nó giỏi chưa? Mấy con. Mấy mẹ về con có mua chậu tôm không? Tôm nhà có mua gì? Để con nữa, ở trên cái này. Cái này kìa. Anh tưởng thích chậu tôm chứ. Bỏ vô đi con. Bỏ vô mẹ. Ui, à tôm. Gắn tự tin luôn không? Không biết có lời đâu mà gắn tự tin luôn. Chân nó bán chậu tôm. Đúng rồi, đưa cho mẹ đi cắt. Con biết cắt ở đâu không? Ở tủ hả? Đi ra, mày mở tủ cho. Nó nghi con. Nghi con ơi. Bye.
Okay, so you want to buy the visa or cash? Hello. You want to buy the visa or cash? C'est réglé? Yeah. C'est pour ça, je peux voir? Sure. Yes. Này làm đi, em đã biết rồi. Yvonne.